ơi, sao ông bảo vệ lại ăn thức ăn thừa của người khác đã ăn rồi ạ? Mẹ cũng không biết nữa. Chuyện là cháu gái chú bị bệnh nặng, chú đã phải bán hết cả nhà cửa để lo cho đứa bé mà vẫn không ăn thua chị ạ. Ừ, con chơi ngoan. Tí ông mang cơm về cho con. Cơm ngon lắm. Giờ thì đến bữa ăn cũng phải tiết kiệm. Chú ấy chỉ làm vét lại đồ ăn thừa của người khác. Chú đừng quan hộp cơm này nữa. Thưa cô chủ, tôi không ăn trộm ăn cắp. Đây là cơm thừa tôi dồn vào tôi ăn nữa. Ông ơi, ông ăn hộp này đi. Sáng cho ăn no quá. Bây giờ cháu không ăn được cơm nữa. Chú ăn đi cho nóng. Còn đây nữa là món quà mà mẹ con cháu dành tặng cho cháu gái của chú. Chúc bé mau khỏi bệnh. Cảm ơn mẹ con nhiều. Ngủ ở trước cửa shop tôi như thế này ảnh hưởng đến việc mọi người vào shop tôi mua đồ. Tôi đang mắng gửi cha mẹ cô đấy. Sao cô quá đáng thế? Cắt đứt. Việc gì đến anh mà anh phải cho cái miệng vào? Cái Hồng này xinh này. Tôi xếp hàng ăn đến cho cô. Thời buổi dịch bệnh như thế này, chú đi giao hàng gặp biết bao nhiêu người mà chú lại không đeo khẩu trang. Đơn hàng này tôi không nhận đâu. Sức khỏe lắm mà. Cô nhận giúp tôi. Con gái tôi đang điều trị ở viện. Cô đừng có buông hàng của tôi. Tôi đã nói không là không. Tôi chuẩn bị sắp gửi tiền chữa bệnh cho cháu rồi. Xin bác sĩ đừng dùng thuốc của cháu. Chú này, ai cho chú ngồi ngủ ở trước cửa shop tôi như thế này? Tôi đã nói không là không. Chị ơi, có phải là chị bảo một anh bảo là em mang rau sang cho chị đúng không ạ? Đúng rồi, cảm ơn cô. Vâng, rau chị đây ạ. Rau của tôi hết bao nhiêu tiền ạ? Của chị hết 10.000 ạ. 10.000 của cô đây. Chị ơi, đây là tờ 500.000, em không có tiền trả lại đâu ạ. Đấy là tờ 10.000 mà, sao cô lằng nhằng thế? Thôi cô đi đi để cho tôi còn làm việc. Thế thôi chị ạ, ngày mai em qua đây chị trả em sau cũng được ạ. Cô không những xinh đẹp mà lại còn rất là trung thực nữa. Lại, biết điều thì luôn tiền bảo kê ra đây. Còn tôi đã bị bệnh, tôi không có tiền đâu, tôi xin anh đấy. Đây thì xin này, xin này, xin này, xin này, xin này, buôn bán này, xin này. Trong thẻ này có 100 triệu là lương tôi ứng trước cho cô làm việc trong 1 năm. Cô về đây làm việc cho tôi, tôi sắp xếp chỗ ở cho 2 mẹ con cô. Em cảm ơn chị ạ. Em vào nhận hàng đi ship ạ. Con vào đi bảo các cô check đơn hàng cho mẹ nhé. Vâng ạ. Nào. Chú đưa cháu dỗ em bé cho. Cô giúp tôi nhé. Cô đưa con ra ngoài hít không khí nha. Mai, bắt cóc. Ôi, con gái tôi, con gái tôi đâu rồi? Ôi, con tôi đi rồi. Trong thẻ có 50 triệu, cháu tặng cho chú, người đàn ông tốt bụng và vĩ đại. Cô ơi, cô có làm sao không? Không sao ạ. Ôi, ví của tao rồi. Mày ăn trộm ví của tao đúng không? Thiếu 5 triệu, 1 đàn ông cháu đền tôi 5 triệu, 2 là Lê Công An. À, không, cháu tôi không ăn cắp nữa. Đi, nhanh, dừng lại ngay. Định ăn chặn tiền của người nghèo, cô không thấy xấu hổ à? Cô mà không biến đi, là tôi sẽ gọi cho công an đấy. Cháu không sao chứ? Áo của cháu bị rách rồi, đi theo cô để cô khâu áo cho cháu. Cháu đi thử chiếc váy này đi, cởi áo ra cô khâu cho. Chiếc áo kia rách rồi, cô không khâu lại được. Cháu cứ mặc chiếc váy này đi. Không, cháu tôi không có tiền đâu. Con cởi áo, trả cho cô đi. Váy đã mặc rồi làm sao mà bán được ạ? Thôi, cháu tặng chiếc váy này cho 2 ông cháu ạ. Cảm ơn cô ạ. Ừ. Cháu ơi, cháu nhìn gì đấy? Em là chị. Sao con bé vẫn chưa đến nhỉ? Em tìm bé gái à?
Dạ vâng ạ. Bình thường giờ này ngày nào có một cô bé đây để lấy đồ ăn thừa về, tội lắm chị ạ. Cơm cậu mua kiểu gì mà ăn chẳng vừa miệng chút nào. Ông ơi, ông ăn đi. Cơm